For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Đăng Khôi công bố trở lại ca hát sau 10 năm vắng bóng. Bất ngờ đăng đàn tiết lộ nguyên nhân ngừng đi hát 10 năm qua, Đăng Khôi còn gây sốc khi công bố trở lại với vai trò ca sĩ ở tuổi 41. Mới đây, ca sĩ Đăng Khôi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái như một bức tâm thư dài để trải lòng với người hâm mộ. Lời chia sẻ của ông xã Thủy Anh gây chú ý khi tự đặt câu hỏi với chính mình, Đăng Khôi không làm ca sĩ nữa hả? Ảnh ở đâu suốt 10 năm qua? Chắc hiện giàu rồi nên không đam mê ca hát nữa ư? Đăng Khôi tiết lộ bị vấn đề về thính giác. Sau đó Đăng Khôi đã tự phân trần rằng tình yêu với âm nhạc chưa bao giờ ngưng, nhưng trong 10 năm qua, anh chọn gia đình thay vì tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc. Dù lựa chọn rời xa ca hát, nhưng Đăng Khôi cũng khẳng định chưa một lần hối hận vì đã làm được nhiều điều ý nghĩa, làm tròn trách nhiệm của người con trai, người chồng, người cha trong gia đình. Đăng Khôi viết, sự thật là Khôi chưa bao giờ rời đi hay ngưng tình yêu dành cho âm nhạc. Chỉ có điều trong 10 năm qua, Khôi đã lựa chọn gia đình thay vì ánh hào quang. Đến hiện tại, Khôi vẫn chưa một lần hối hận vì điều đó. Bởi Khôi muốn được đích thân chăm sóc cho mẹ, ở bên cạnh các con trong những năm tháng tuổi thơ và dành nhiều thời gian hơn cho bà xã Thủy Anh. Bên cạnh đó, Đăng Khôi cũng tiết lộ, sức khỏe cũng là một phần nguyên nhân khiến mình phải tạm gác lại đam mê ca hát. Nam ca sĩ cho biết anh từng phải phẫu thuật thính giác vì gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong suốt 10 năm lui về làm sứ mệnh người đàn ông của gia đình, nhưng Đăng Khôi cho biết thỉnh thoảng vẫn được nghe nhạc của mình bật lên, vẫn được fan quan tâm và đồng hành trong cuộc sống. Đăng Khôi chia sẻ, lúc này Khôi mới giật mình nhận ra, thì ra Khôi và những ca khúc của mình vẫn luôn nằm trong trái tim của khán giả suốt ngần ấy năm trời. Vì thế, khi năm 2024 vừa gõ cửa cũng là thời điểm mà Đăng Khôi chọn để tái xuất với âm nhạc, anh hoàn thành ca khúc Vì Được Gặp Em và xem nó như món quà tri ân gửi đến người hâm mộ luôn mong chờ yêu thương mình. Bên cạnh đó, Đăng Khôi cũng cho biết phát hành ca khúc Vì Được Gặp Em như là món quà tặng cho bà xã Thủy Anh, người bạn đời đồng hành hỗ trợ cùng mình vượt qua thăng trầm trong cuộc sống. Sau cùng, Đăng Khôi cũng đưa ra lời hứa với những khán giả chưa từng biết Đăng Khôi là ai. Thời gian tới, Khôi hứa sẽ cố gắng không làm cho mọi người thất vọng. Mong rằng những sản phẩm âm nhạc của Khôi sẽ đến gần với khán giả nhiều hơn và gia đình Khôi vẫn luôn nhận được tình yêu thương của mọi người. Như một lời thông báo comeback sau 10 năm vắng bóng, đông đảo người hâm mộ Đăng Khôi đều bày tỏ sự hào hứng ủng hộ anh quay trở lại con đường âm nhạc và bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc gia đình nam ca sĩ đang sở hữu. Đăng Khôi sinh năm 1983 và từng là giọng ca pop ballad đình đám vào những năm 2000, được yêu mến bên cạnh ngoại hình điển trai thư sinh. Ca khúc nổi bật của Đăng Khôi như Thật Lòng Yêu Em, Thiên Đường Vắng Em, Chiếc Lá Tình Yêu, Ngày Nhớ Đêm Mong. Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đăng Khôi kết hôn, dành thời gian chăm sóc gia đình, bố mẹ. Bên cạnh đó, nam ca sĩ gặp không ít biến cố trong cuộc sống, trải qua phẫu thuật thính giác. Mẹ đẻ và mẹ vợ mắc bệnh ung thư nên anh và vợ cùng nhau chăm sóc. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.